Chiều hôm 5 tháng 8, Khoa Xã hội học và Công tác xã hội Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Khoa 2003-2023. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở ngành cùng các giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên Trường Đại học Đà Lạt. Năm 2003, Khoa Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng chính thức được thành lập, thực hiện nhiệm vụ đào tạo về công tác xã hội. Năm 2008, do yêu cầu của công tác tổ chức Ban Xã hội học được sáp nhập cùng Khoa Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng, đổi tên thành Khoa Xã hội học và Công tác xã hội với hai ngành đào tạo ở bậc cử nhân, đó là ngành xã hội học và ngành công tác xã hội. Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, Khoa Xã hội học và Công tác xã hội đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và nhiều mặt công tác khác. Hiện tại, Khoa có 12 cán bộ, giảng viên cơ hữu, trong đó có 3 tiến sĩ, 2 nghiên cứu sinh. Từ khi thành lập đến nay, đối với hệ chính quy, Khoa đã đào tạo được 17 khóa tốt nghiệp ngành công tác xã hội, 12 khóa tốt nghiệp ngành xã hội học, với tổng số sinh viên tốt nghiệp hơn 2.000 sinh viên. Đối với hệ đào tạo vừa làm vừa học, Khoa đã đào tạo được 8 khóa tốt nghiệp ngành công tác xã hội, hệ liên thông của chuyên ngành dân số và phát triển có 3 khóa tốt nghiệp. Khoa cũng là đơn vị đầu tiên trong cả nước đào tạo ngành dân số và phát triển. Cũng nhân dịp này, Khoa Xã hội học và Công tác xã hội đã tổ chức buổi tọa đàm tăng cường hợp tác giữa xã hội học, công tác xã hội và cộng đồng cho sự phát triển bền vững. Qua đó nhằm định hướng cho sự phát triển của Khoa trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học trong chặng đường mới.